Em đâu có mèo tiết kiệm đâu. À thế à, bởi vì cái mồm này mà nó ăn vào đây thì còn gì là tiết kiệm nữa. Qua đây, qua đây. Qua chân đi, qua chân đi. Xem nào, xem tình hình có được nhiều không nào. Ui, chị năm vừa rồi á, chị lại đưa hết cho mẹ chị. Nên là, wow. Ui, một năm tiết kiệm của Su đây hả? Nhiều thế. Ủa, nhà ai mở nhạc vậy trời? Tết tết trăng chưa ạ? Mình đâu có mở nhạc nhở? Ai mở nhạc thế nhở? Ê, kinh! Hát hay thế! Chị lại tưởng nhà ai mở nhạc, có hóa ra là em hát à? Kinh thuộc bài tết 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 đến rồi à? Ủa, em có cái gì ấy? Có tiết kiệm. Có tiết kiệm của em đây á? Em tiết kiệm cả một năm ấy á? Em à! Rồi, đầy tiền lên tận mặt luôn này! Nhiều thế, nhưng mà quá rồi thì làm sao mà mở được? Đây, yên tâm. Yên tâm mà, ông chỉ cho chị xem đi. Ồ, cái hộp này đẹp nhỉ, cái nhà bánh kem. Đây, đây à. À, ông chị xem nào, cho cái chìa khóa nó bé tí này á. À, nó mồm nó rồi. Em đâu có mèo tiết kiệm đâu. À thế à, bởi vì cái mồm này mà nó ăn vào đây thì còn gì là tiết kiệm nữa. Qua đây, qua đây. Qua chân đi, qua chân đi. Xem nào, xem tình hình có được nhiều không nào. Ôi, chị năm vừa rồi á, chị lại đưa hết cho mẹ chị. Nên là, wow. Ui, một năm tiết kiệm của Su đây hả? Nhiều thế. Ôi, Su lại ra rồi. Nhưng mà tiết kiệm tiền này em định để làm gì? Hôm nay em mua bộ vải để may quần áo. Em định may áo gì? May áo Tết. À, may áo dài ấy. May áo dài để đi chơi Tết. À, Tết có nghĩa là áo dài ấy. À, thế à? Ờ đúng rồi, chỗ này đủ ấy. Nhưng mà bọn mình bé thế này có mua được không? Hay là về nhờ mẹ em đi mua cho ấy. Được rồi, em sẽ mua được mà. Thế à? Nhiều thôi, thôi, cho vào đây, cắt. Con trời không ăn nhựa, không bay. Mình đi cái rơi đồng tiền nào của mình lấy mất sao? À ừ nhờ. Thế bây giờ lại cho vào đây xong rồi mình khóa vào xong rồi hai đứa mình đi nhá. Đúng rồi. Ồ. Bây giờ đi mua vào. Nhưng mà chị nhìn nào. Ôi hay nhở, cái này á không cần phải đập như lợn đúng không? Vâng. Lợn này còn phải đập ra hỏng, cái này á mình chỉ việc khóa vào cái là xong nhở. Khóa vào đi xem nào, khóa như nào. Có móc được không? Đưa chị móc cho. Không cần. À kinh, làm nhiều nó quen rồi đúng không? Thế còn chìa khóa thì để đâu? Chìa khóa, cái trong túi. Đúng rồi, thế nó yên tâm. Bây giờ hai chị em mình á mang không mở được nữa ra đâu. Chạm chưa. Cái khóa có màu hồng điệu thế. Bây giờ đi về á, xong bảo mẹ em á đi ra hiệu mà mua cho, chứ mình không biết mua bị đắt đấy. Mình hai đứa mình mà đi mua là bị đắt đấy. Bị đắt có nghĩa là mình mua ví dụ cái áo đấy người ta bán 200.000 nhưng người ta thấy á, hai đứa mình hai đứa trẻ con người ta bán 300.000 là mình bị đắt mất 100.000. Đúng chưa? Đi. Ui, năm vừa rồi á, chị này không mua lợn. Chị chẳng có tiền để mua quần áo mới gì cả. Sao chị không mua hộp tiết kiệm đi cho nó. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.